một tựa game đến từ nhà Ubisoft. Dù rằng vào thời điểm ra mắt, tựa game nhận về cho mình muôn vàn sự chỉ trích về đồ họa và gameplay cũng như là bug và glitch. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nó đã đem tới người chơi một cốt truyện vô cùng cuốn hút khi lấy đề tài về thế giới của các hacker vốn dĩ, vốn đầy bí ẩn, thu hút được sự tò mò của đông đảo giới game thủ. Đặc biệt trong bối cảnh mà các thiết bị công nghệ thâm nhập ngày càng sâu vào trong đời sống của chúng ta hiện nay, khi hàng ngàn ứng dụng có chứa thông tin cá nhân của người dùng được gói gọn vào trong một chiếc smartphone hay laptop, việc bảo mật thông tin trước những bàn tay của những tên trộm dữ liệu trở thành một vấn đề vô cùng cấp thiết. Chính thực tế đó đã khiến cốt truyện của dòng game này trở nên đặc biệt, có sức nặng khi đã khắc họa một cách rõ ràng trong thế giới của công nghệ thông tin, những kẻ có thể lợi dụng được kẽ hở của hệ thống có thể nắm trong tay quyền năng lớn như nhường nào. Không một bí mật nào là an toàn trước mắt họ, không một đầu là bàn tay của họ không thể chạm tới. Đó chính là thế giới của các hacker mà Ubisoft đã rất thành công khắc họa được. Trong video ngày hôm nay, hãy lắng nghe câu chuyện mà Diomio bọn mình sẽ kể cho các bạn về một thế giới công nghệ chi phối đời sống và là sân chơi cho những hacker phô bày khả năng của mình, thế giới Watch Dogs. Hãy lấy cho mình một công nước ngọt và gói snack bởi vì câu chuyện ngày hôm nay sẽ rất dài đấy. Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn, đang được vận hành bởi TechSpace, nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để cho phần mô tả và phần bình luận video này để nhận được khuyến mại độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh DioMio nhé. Trước khi bắt đầu câu chuyện, bọn mình sẽ cần phải giới thiệu cho các bạn về thứ công nghệ cốt lõi hình thành cái bối cảnh đặc biệt của dòng game Watch Dogs, hệ thống CTOS là từ viết tắt của Central Operating System. Đây là một hệ thống kỹ thuật số tiên tiến, đưa hình thành cái mạng lưới liên kết vô cùng phức tạp của các thiết bị điện tử có vai trò quản lý cơ sở hạ tầng của cả một thành phố. Hệ thống này được tạo ra bởi Bloom Corporation, một tập đoàn công nghệ và truyền thông nổi tiếng và được lắp đặt lần đầu tiên ở thành phố Chicago vào năm 2011. Ngay khi được đưa vào hoạt động, máy chủ CTOS sẽ kết nối toàn bộ các thiết bị điện tử trong thành phố, bao gồm hệ thống camera an ninh, đèn giao thông, máy tính, hệ thống đường sắt và tiến hành quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng của cả thành phố. Ngoài ra, hệ thống này còn thu thập thông tin về hoạt động các cư dân thông qua những thiết bị điện tử mà họ sử dụng hoặc các thiết bị giám sát được lắp đặt ở mọi nơi trong thành phố. Điều này giúp cho hệ thống có thể theo dõi và xác định danh tính của các công dân chỉ dựa vào camera an ninh và khả năng nhận diện khuôn mặt. Sở hữu một lượng thông tin và dữ liệu khổng lồ, CTOS trở thành mỏ vàng trong mắt các hacker và thực tế chứng minh rằng hệ thống này không hề hoàn hảo khi vẫn tồn tại các lỗ hổng để họ có thể xâm nhập vào và nguồn dữ liệu vô cùng quý giá này một khi đã có thể xâm nhập vào hệ thống, cả thành phố sẽ trở thành một món đồ chơi cho những kẻ này mặc sức chơi đùa cũng như phục vụ cho các mục đích cá nhân của riêng chúng. Câu chuyện chúng ta bắt đầu ở thành phố Chicago năm 2012. Hai hacker là Aiden Pierce và Damian Brands đang tiến hành một vụ trộm tiền công nghệ cao từ các vị khách của một khách sạn có tên là Merlot. Đây là một khách sạn dành cho giới thượng lưu và thuộc quyền sở hữu của Dermot Lucky Queen, một tay trùm tội phạm có tiếng của thành phố Chicago trong khi Aiden thâm nhập vào khách sạn để hack vào hệ thống quản trị của khách hàng, Damian sẽ hack vào tài khoản ngân hàng của những vị khách đang sử dụng mạng wifi của khách sạn, thực hiện lệnh rút tiền về một tài khoản ảo nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Trong lúc phi vụ đang diễn ra một cách suôn sẻ, Damian chưa phát hiện ra có một kẻ thứ ba khác cũng đang truy cập vào hệ thống của khách sạn. Nguy hiểm hơn, kẻ đó còn truy ngược lại thông tin của hai người là Aiden và Damian, đồng thời báo động cho các bảo vệ của khách sạn về sự hiện diện của kẻ đột nhập là Aiden. Ngay lập tức, Aiden muốn hủy bỏ phi vụ và rút lui, tuy nhiên Damian lại cản anh lại ông ta vẫn muốn tiếp tục việc cướp tiền, đồng thời tấn công ngược lại tên hacker nhằm tìm ra được thông tin của hắn. Ở phía bên này, Aiden bắt đầu bị những tay bảo vệ nhận diện và chú ý tới. Không một cách nào khác, anh này phải lập tức ngắt kết nối và bỏ chạy, mặc sự ngăn cản của Damian Mặc dù Aiden có thể trốn thoát khỏi khách sạn một cách an toàn, nhưng thông tin của hai người cũng đã bị lộ ra trước mắt kẻ kia. Aiden đã lan lộn đủ lâu trong vùng tối của cái thành phố này để biết rằng hậu quả của việc danh tính của bản thân bị bại lộ trước mắt kẻ thù có thể khủng khiếp đến nhường nào. Điều đó không chỉ nghĩa rằng bản thân anh mà ngay cả những người thân của anh cũng sẽ bị đe dọa. Bởi vậy nên, anh lập tức tìm tới nhà của Nico Pierce, em gái anh, cố gắng đưa cả gia đình rời khỏi Chicago để đảm bảo an toàn cho em gái và hai đứa cháu của mình. Tuy nhiên, điều không may vẫn cứ xảy ra. Trên đường chạy trốn, chiếc xe chở cả gia đình Pierce bị tấn công bởi tên sát thủ Morris được cử đi nhằm bịt miệng bọn họ. Lốp của chiếc xe bị tay sát thủ bắn thủng khiến cho Aiden bị mất lái, toàn bộ chiếc xe lộn nhào gây ra cái chết cho đứa cháu gái của anh, Lena Pierce, 11 tháng sau đó, trong phòng thay đồ của một sân vận động, tên sát thủ Maurice đã bị tấn công một cách tàn nhẫn bởi một người đàn ông lạ mặt. Người đó bước vào ánh đèn huỳnh quang của phòng thay đồ để lộ ra gương mặt của mình, chính là Aiden. Anh đánh đập tên sát thủ một cách tàn bạo, một phần là vì trả thù cho Lena, phần khác là để tra khảo hắn về kẻ đã đặt hợp đồng cho cái mạng của anh trong vụ mưa lọt. Mặc cho bản thân và chị đòn đánh như trời giáng từ phía Aiden, Maurice vẫn kiên quyết không trả lời, đồng thời cảnh báo anh rằng đó không phải những kẻ mà Aiden có thể trêu chọc vào. Thái độ sợ hãi của hắn khiến Aiden cảm thấy tức giận. Anh rút súng, ngắm thẳng vào giữa thái dương của hắn mà bóp cò. Không có một tiếng súng nào vang lên. Anh quay lưng lại. Anh không có ý định giết chết hắn lúc này, chỉ đơn giản là muốn hù dọa hắn. Tuy nhiên, Maurice lại chộp lấy cây gậy bóng chảy bên cạnh hắn và lao về phía Aiden. Dường như đoán trước được, anh liền nhanh chóng rút ra một cây gậy ba tông và dễ dàng hạ gục tên sát thủ. Không thể khai thác thêm thông tin gì từ hắn, Aiden đánh ra lại nơi này cho Jody Chin, một tay fixer, một dạng lính đánh thuê trong thế giới của Watch Dogs hắn chính là kẻ anh đã thuê để truy tìm Maurice cũng như lo liệu đám tay chân của hắn trong lúc Aiden đang có một cuộc trò chuyện thân thiện với tay sát thủ. Việc cần làm tiếp theo là phải rời khỏi sân vận động khi mà cảnh sát của thành phố Chicago đã ập tới và phong tỏa nơi này. Tác phẩm của Jody Chin nhằm tạo ra một hiện trường giả che giấu cho bọn họ. Aiden bèn gọi điện cho một hacker của Deadset có nickname là Bad Boy 17. Nhờ người đó cắt nguồn điện của toàn bộ sân vận động để anh có thể lách qua được đội ngũ cảnh sát một cách an toàn. Sau khi đã thành công trốn thoát, anh trở lại địa điểm trú ẩn của mình. Đó là một căn trọ nhỏ tối tăm, ngoài chiếc hệ thống máy tính cùng chiếc bảng gắn đầy những manh mối mà anh đã thu thập được suốt 11 tháng qua thì dường như cũng chẳng còn gì nữa. Cảm thấy bất lực và tức giận khi mọi đầu mối của mình đều rơi vào ngõ cụt, Aiden chẳng có thể làm gì khác ngoài việc nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, anh đến nhà em gái mình là Nico Pierce để dự sinh nhật của Jackson Pierce, đứa cháu trai của anh. Aiden đã không gặp em gái mình từ sau cái chết của Lena. Dù vậy, cô vẫn chào đón anh một cách nồng ấm Tuy nhiên, trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, điện thoại của Nico rung lên bởi một cuộc gọi tới. Aiden để ý thấy rằng gương mặt của em gái mình hiện rõ vẻ lo lắng trong lúc nghe điện thoại. Cảm thấy được chuyện không hay đang xảy ra, Aiden bèn hách vào điện thoại của cô nhằm nghe lén cuộc gọi. Kẻ đứng ở đầu dây bên kia đang đe dọa rằng sẽ đột nhập vào nhà của cô và điều đó đã chạm tới chiếc vảy ngược của Aiden Pierce. Cuộc gọi kết thúc trong khi Nico vội vàng đóng chặt cửa ổ khóa, Aiden nói với cô rằng anh có thể giải quyết được kẻ đe dọa kia. Tuy nhiên, cô từ chối, giữa hai người xảy ra một cuộc cãi vã và cô buộc anh phải rời đi. Tất nhiên, điều đó không phải ngăn cản anh khỏi việc truy lùng kẻ đã dám đe dọa tới gia đình của anh. Ngay khi tóm được mục tiêu của mình, Aiden hack vào chiếc điện thoại của hắn, đồng thời biết được sự thật rằng tên này cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của một kẻ khác. Anh sau đó chuyển toàn bộ dữ liệu của cậu cho Bad Boy, yêu cầu y giúp anh truy tìm ra vị trí của kẻ đã ra lệnh. Bad Boy nói rằng y chỉ có thể tìm ra được kẻ kia đang ở đâu trong quận Loop và sẽ cần Aiden hack vào hệ thống CTOS ở đó để có thể tìm được vị trí chính xác của kẻ mà anh cần. Việc hack vào hệ thống này không phải là vấn đề quá khó khăn đối với anh, anh ra việc định vị còn lại cho Bad Boy, trong khi bản thân sẽ giải quyết phi vụ của một đám Fixer mà Jody Chin nhờ anh. Hắn kể anh thực hiện vận chuyển một kẻ đang bị cảnh sát truy nã tới nơi mà kẻ đó yêu cầu. Sau khi hoàn thành phi vụ, Aiden lần đầu tiên được đối mặt trực tiếp với Lucky Queen, kẻ đứng đầu của một nhóm tội phạm có tên là Chicago South Club, đồng thời cũng là chủ sở hữu khách sạn mưa lâu năm xưa vị khách hàng của anh sau đó đã bị quy lạnh lùng trừ khử vì đã thất bại trong một vụ cướp. Lão sau đó tiến lên phía anh, nói rằng có lẽ vẫn cần đến sự trợ giúp của anh trong một vài nhiệm vụ trong tương lai. Aiden sau đó nhận được một cuộc gọi từ Bad Boy, nói rằng giữa hai người cần có một cuộc gặp trực tiếp. Khi đến điểm hẹn, Aiden bất ngờ biết rằng gã trai tồi đã hợp tác với mình bấy lâu nay lại là một cô gái có tên là Clara, Trước sự tức giận về thái độ ngờ vực của Aiden, Clara đã update profile của Aiden về hệ thống hack của deset để thay cho một lời xin lỗi, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức giữa hai người. Cô cùng Aiden sau đó đã tìm ra được vị trí kẻ kia là một căn hộ thuộc quận Loop. Tuy nhiên, cách tìm ra nó có phần khá dễ dàng khiến cô có cảm giác như kẻ đó đã chờ đợi bọn họ tự tìm thấy mình vậy. Dù biết rằng có khả năng đó là một cái bẫy, tuy nhiên Aiden cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lần theo địa chỉ kia mà hack về hệ thống camera của căn hộ. Tại đây, anh phát hiện ra rằng kẻ đến đằng sau đống rắc rối này lại chính là người đồng sự cũ của mình, Damien Branks. Damien yêu cầu anh tới gặp hắn trước khi cho nổ tung toàn bộ căn hộ. Việc này cũng đã đánh động tới đám fixer được Damien thuê để bảo vệ căn hộ của hắn ở xung quanh đó, buộc Aiden phải nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Tới địa điểm gặp mặt, anh cũng mới biết được rằng trong sự kiện khách sạn Merlot, Damien cũng bị một đám sát thủ tấn công. Kết quả chính là một bên chân của hắn đã vĩnh viễn bị tàn tật. Damien nói rằng sự kiện đó đã có một tên hacker thứ ba tấn công hệ thống cùng lúc với bọn họ, và mong muốn Arden hợp tác với hắn để tìm ra kẻ đó. Tuy nhiên, Arden đã từ chối bởi anh cho rằng cái chết của cháu gái mình cũng có một phần trách nhiệm của Damien, bởi vì hắn đã đi quá xa trong khi anh muốn rút lui khiến những danh tính của cả hai người bị lộ. Mặc cho Damien chỉ ra rằng việc điều tra của anh đã rơi vào ngõ cụt, Arden vẫn kiên quyết từ chối và rời đi, dù ra anh biết bản thân cần những thông tin mà Damien nắm giữ. Cuộc trò chuyện với Damien khiến cho Arden có chút buồn bực, anh chỉ đành đến thăm mộ của Lena như một cách để làm dịu đi trí óc đang hỗn loạn của mình. Trong một thoáng thất thần, anh vô tình lướt qua một bó hoa được đặt ngay ngắn trên bia mộ của cô bé. Dường như vẫn luôn có một người bạn nào đó của Lena thường xuyên tới thăm cô bé. Trong lúc Adam vẫn còn đang chìm trong hồi ức của chính mình, chiếc điện thoại trong tay anh rung lên kéo anh về hiện tại. Người gọi là Jody Chin. Hắn đã cảnh báo anh về một thành viên sống sót trong vụ sân vận động là Raul Leonzo và hiện đã bị bắt giữ, người mới có thể tiết lộ danh tính thật của anh cho bất kỳ ai có nhu cầu. Jody cũng nói cho Adam biết về vị trí của Lance Brenner, một trẻ giới trướng của Agelo Taxi một thành viên của Chicago South Club, thuê để đánh chặn xe vận chuyển của tù nhân và bắt cóc Rowe. Nhờ vào sự giúp đỡ của Jordi, Aiden đã có thể tiếp cận và buộc Lance phải khai ra kế hoạch của Angelo, từ đó ngăn chặn nó thành công. Anh sau đó nhờ Jordi giúp mình cơ cấu một tay cấm bẩn để có thể giữ được điện thoại trước khi nộp mình cho cảnh sát nhằm thâm nhập vào nhà tù Palin Correction Center, nơi mà Rowe Leonzo đã bị giam giữ. Aiden sau đó đã tìm được Rowe tại sân của nhà tù, Tuy nhiên, trước khi anh kịp tiếp cận hắn, Raul bị những tay cớm bẩn lui xuống tầng hầm của nhà tù để tra khảo nhằm tìm được thông tin về kẻ tư pháp. Sau khi đã vô hiệu hóa hết tất cả cớm bẩn, Aiden đã có một cuộc nói chuyện thân thiện với Raul, đe dọa rằng nếu hắn dám tiết lộ thông tin của anh, Aiden sẽ nâng bản án của hắn từ 60 ngày tù lên thành 60 năm. Giải quyết xong vụ Leonzo, Aiden trốn thoát khỏi nhà tù và liên lạc với Damien, yêu cầu gặp mặt trao đổi thông tin mà hắn đang nắm giữ. Tuy nhiên, Damien lại hách một màn hình TV gần đó và chiếu cho Aiden thấy hắn đang ở trong căn bếp của nhà Nico. Aiden ngay lập tức lái xe đến đó, trước khi để cho người đồng sự cũ kịp nói bất kỳ điều gì, anh đã ngay lập tức lao vào hắn như một con thú điên. Damien vội vàng nói rằng hắn bắt cóc Nico để ép Aiden giúp hắn thu thập một ổ cứng sẽ dẫn họ đến tên hacker thứ ba trong vụ Merlot. Hắn cũng nói rằng Jackson đã trốn thoát được nên chính hắn cũng không biết cậu bé đang ở đâu. Damien sau đó đã đưa cho Aiden đổ cứng có chứa thông tin mà hắn đã tìm được, đồng thời đe dọa rằng nếu anh không hợp tác thì sẽ giết chết Nico. Lo lắng cho an nguy của cháu trai, Aiden lập tức truy tìm tín hiệu từ chiếc tablet của cậu bé. Anh nhanh chóng tìm được vị trí của Jackson, đồng thời phát hiện ra rằng có một đám fixer đang truy đuổi cậu ta. Thành công loại bỏ những kẻ muốn làm hại thì đứa cháu trai của mình, Aiden tìm thấy Jackson trong một toa tàu điện và gửi cậu bé tới cho vị bác sĩ tâm lý của cậu, Jonanda Mendez, để nhờ bà chăm sóc với lý do Nico muốn có một chút thời gian để đau buồn cho cái chết của Lena một mình. Jackson cũng đưa cho Aiden một đầu mối quan trọng để tìm được Nico khi kể rằng những gã đàn ông trong căn nhà đã nói về một địa điểm có tên là Rasimbot Restoration. Anh sau đó đã đột nhập vào nơi này thông qua việc hack máy tính và các camera trong khu vực mà nghe lấy được cuộc hội thoại giữa Raxin và Damien, biết rằng chính Raxin đã bắt cóc Nico, kẻ tư pháp lạnh lùng kết liễu hắn, đồng thời gọi điện cho Damien nhưng hắn ta từ chối để anh và Nico nói chuyện quay trở lại phòng trọ của mình. Aiden kết nối ổ cứng mà Damien đã đưa cho anh vào máy tính. Trong lúc vào vạch những file trong ổ cứng nhằm tìm kiếm thông tin, anh tìm được đoạn video quan trọng. Tuy nhiên, tệp tin ấy đã bị hỏng và không thể xem được. Đúng lúc này, Clara cũng đã tìm tới theo cuộc gọi của Aiden. Anh liền đưa đoạn video cho cô với hy vọng rằng cô có thể khôi phục được nó. Tuy nhiên, Clara nói rằng đến cả cô cũng không thể làm được và anh sẽ cần tới video gốc để có thể xem được nó. Sau đó, Aiden thâm nhập vào CTOS và đưa cho Clara một địa chỉ IP đồng thời nói cho cô biết về hoàn cảnh của mình và nhờ cô giúp đỡ. Ngay khi mà Clara muốn rời đi, Aiden lập tức ngăn cô lại bởi nghe thấy có tiếng ô tô đỗ lại từ phía bên ngoài căn nhà. Căn phòng của Aiden ngay sau đó bị tấn công bởi những tên fixer. Aiden ngay lập tức kích nổ căn phòng bằng số thuốc nổ mà anh đã đặt từ trước, thổ bay toàn bộ những bằng chứng cũng như những thông tin mà hắn nắm được để tránh chúng bị lọt vào tay kẻ thù. Anh sau đó vừa bán trả vừa bảo vệ Clara để cả hai có thể trốn thoát một cách an toàn. Diamond sau đó gọi điện tới, mong mỉa Aiden về việc anh đã mất hết toàn bộ số đồ nghề và thông tin hắn sau đó cũng cho phép anh nói chuyện với Nico. Aiden vừa cố gắng an ủi, vừa giúp cô bình tĩnh, vừa đảm bảo rằng Jackson đã an toàn trước khi Diamond cắt ngang cuộc hội thoại, nói rằng anh sẽ không nói chuyện với Nico nữa trừ khi có được kết quả mà hắn muốn. Bản thân thì vừa suýt mất mạng, toàn bộ đồ nghề cũng đã mất hết. Trong phút chốc, Aiden cảm thấy bị bế tắc. Dù vậy, Clara nói cho anh biết rằng có một nơi vốn được sử dụng để làm địa điểm test đầu tiên của hệ thống CTOS có tên là The Bunker đây là một điểm mua cho hệ thống CTOS và những hành động của Aiden từ đây sẽ không thể bị phát hiện. The Bunker nằm trên một hòn đảo biệt lập được nối với đất liền bằng một cây cầu xoay. Muốn lên được hòn đảo, Aiden sẽ phải lấy chiếc điều khiển của cây cầu đó. Sử dụng đoạn mang lưu trữ các camera giám sát gần đó, Aiden phát hiện ra một người đàn ông có tên là Tobias Freer, chính là người đang nắm giữ chiếc điều khiển. Qua lời kể của Clara, anh biết được rằng Tobias đã từng là một nhân viên của Bloom và hiện tại đang mở một cửa hàng có tên là Tobias Crafting Shop. Tuy nhiên, khi hai người tìm được đến nơi, họ sớm nhận ra rằng cửa hàng này đã bị khóa chặt. Bằng cách nghe lén cuộc điện thoại của một người đang báo cáo cho Tobias về hai kẻ xâm nhập là Aiden và Clara, anh đã có thể theo dõi tín hiệu điện thoại của Tobias và phát hiện ra rằng ông ta đang tham gia một ván poker tại một nơi gần đó. Cùng lúc đó, Aiden phát hiện ra rằng có những kẻ khác cũng đang theo dấu cuộc điện thoại này. Để tránh những đêm dài lắm mộng, anh quyết định sẽ xử lý những tên fixer này trước khi đến gặp Tobias Frewer. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông trên bàn poker diễn ra không mấy tốt đẹp khi kết thúc bằng việc Aiden phải chạy đuổi theo ông ta qua nhiều con phố trước khi có thể bắt được ông. Bằng lời lẽ của mình, anh đã có thể thuyết phục được Tobias đưa cho mình chiếc điều khiển của cây cầu, đồng thời nhận được lời mời của ông ta có thể ghé qua cửa hàng của ông bất kỳ lúc nào mà anh cần. Lấy được chiếc điều khiển của cây cầu dẫn đến The Bunker là một chuyện, giải quyết vấn đề về năng lượng của chiếc cầu lại là một chuyện khác, khi chính Tobias cũng nói rằng The Bunker giờ đây chẳng khác gì một hầm mộ bởi toàn bộ nguồn điện đã bị cắt đứt. May mắn thay, anh vẫn có thể thành công kích hoạt lại ba chiếc máy phát điện đặt xung quanh hòn đảo, đồng thời khởi động hệ thống máy tính trong giờ bunker, đánh thức căn hầm tưởng như đã ngủ say lại một lần nữa sống dậy. Có lại để một căn cứ địa với cùng trang thiết bị, Clara thành công tìm ra địa chỉ IP kia, dẫn đến Rossi Fremont, hang ổ của băng nhóm tội phạm Black Viroid. Tuy nhiên, cô lại không thể hack về hệ thống CTOS ở đây, nhằm điều tra được xa hơn, buộc Aiden phải tự mình thân chinh ở thực địa. Từ Rossi Fremont, anh phát hiện ra rằng đám Black Viroid đã định tuyến lại toàn bộ hệ thống CTOS tại đây, đồng thời thiết lập hệ thống bảo mật. Đó chính là lý do mà Clara không thể hack vào hệ thống của chúng. Aiden phải phá hủy ba thiết bị bảo mật của băng nhóm tội phạm, từ đó mới giúp cho Clara có thể hack được vào nơi này. Hoàn thành xong mọi việc, anh trở về The Bunker vào đúng lúc Clara muốn rời đi. Aiden ngăn cô lại và nói rằng anh sẽ cần có sự giúp đỡ của cô và cả hai lại tiếp tục hoạt động như một đội. Thâm nhập được vào hệ thống CTOS của Rossi, Clara tiếp tục hack về hệ thống camera của băng nhóm Black Viroid và phát hiện ra rằng các thành viên của băng nhóm này đều trang bị vũ khí hạng nặng và hệ thống được bảo vệ một cách kiên cố, cho thấy rằng đám này không chỉ là một nhóm đội phạm bình thường. Thâm nhập vào sâu hơn, cuối cùng hai người Aiden cũng phát hiện ra Delford Wade, thủ lĩnh của băng nhóm này, bước ra từ một căn phòng nơi mà địa chỉ IP kia xuất phát. Tuy nhiên, căn phòng ấy lại không thể hack được từ bên ngoài và chìa khóa của căn phòng ấy nằm bên trong chiếc dock tag mà hắn treo trước ngực. Theo dõi Iraq, Aiden phát hiện ra hắn có một cuộc gặp mặt với người em họ của mình là Tyrone Bedbuck Hayes và một thành viên của Chicago South Club. Tên tội phạm thuộc băng club kia, sau đó gọi điện cho Queen. Dựa vào cuộc đối thoại giữa Queen và Iraq, Aiden biết được rằng giữa bọn họ đang có một mâu thuẫn liên quan đến một danh sách khách mời nào đó. Nắm được thông tin rằng Bad Buck đã thất bại trong một nhiệm vụ và sẽ bị Iraq trừ khử nếu còn tiếp tục thất bại, Aiden quyết định theo dõi hắn để thu thập thêm thông tin, từ đó đe dọa và ép buộc hắn phải làm việc cho mình. Công việc này đối với một kẻ tư pháp như Aiden là không hề khó khăn và chẳng mấy chốc, anh đã thu thập đủ bằng chứng về việc Bad Buck đã bất trung với Iraq. Dù vậy, thông qua cuộc điện thoại của Gary Rabbitrix và BadBuck, Aiden cũng nghe lén được dù Rabbit đã cảnh cáo BadBuck về Iraq lại lên kế hoạch để trừ khử hắn, BadBuck vẫn tấn công và chỉ súng ở phía Rabbit. Điều này buộc Aiden phải can thiệp và giải cứu hắn, đồng thời bảo vệ sự an toàn của Rabbit để đổi lại thông tin về vụ hành quyết. Rabbit nói rằng cuộc ám sát sẽ diễn ra tại The Brick, hay có tên chính thức là Sina Brick Factory. Đã nắm trong tay thông tin về địa điểm cũng như cách thức vụ hành quyết sẽ diễn ra, Aiden liên lạc với Jordi và yêu cầu có một lượng lớn thuốc nổ IED để làm giải hiện trường thành Bad Buck đã giết ngược lại những kẻ ám sát. Từ đó có lại sự trọng dụng của Iraq và hắn sẽ giúp anh thâm nhập vào bên trong căn phòng kia. Jordi đồng ý, đổi Đồ lại Aiden phải giúp hắn giải quyết một chiếc xe chứa đầy những cái xác từ phi vụ của hắn ta bằng cách cho nổ tung chiếc xe. Kế hoạch diễn ra một cách thành công, Aiden sau đó liên lạc với Bad Buck, đe dọa hắn bằng những bằng chứng mà anh thu thập được, đồng thời ép buộc hắn phải trở thành tai mắt cho mình tại Rossi. Clara gọi điện tới và nó cho Aiden biết rằng loại khóa mà Iraq sử dụng là loại khóa từ và cô có thể sao chép nó nếu Aiden tới đủ gần hắn. Bad Buck cũng nói cho Aiden biết rằng cách duy nhất để tiếp cận Iraq là qua một buổi đấu giá mà cả hắn và Queen sẽ đều có mặt. Để có thể xâm nhập vào trong buổi đấu giá, Aiden sẽ cần phải có một thân phận giả từ danh sách khách mời đang được cất trong một chiếc vali mà người của Queen đang vận chuyển. Clara định vị vị trí của các vali tạo điều kiện cho Aiden theo dõi quá trình vận chuyển của nó. Cuối cùng, anh cũng đã có thể sao chép vào danh sách khách mời và có một danh tính giả phù hợp là Nicholas Crispin. Cần tắc vô ưu, Aiden quyết định sẽ phải trừ khử tên Nicholas Crispin thật, hiện nào ở quận Mad Mike, để tránh cho hắn làm lộ lớp vỏ bọc của mình. Sau khi đã hành công hạ sát Nicholas, Aiden sau đó hách vào trong điện thoại của hắn và biết được Queen đã tặng cho Nicholas một món quà có tên là The Poppy Special tại hộp đông Infinite 92, đồng thời là giấy mời để tham dự buổi đấu giá. Aiden sau đó đã tới hộp đêm kia đồng thời phát hiện ra rằng Poppy Special thực chất là một cô gái. Dù rằng có một chút vất vả trong việc giữ cho cô gái bình tĩnh, Aiden cuối cùng có thuyết phục được rằng anh không hề có ý định làm hại cô. Cô gái nhận ra rằng Aiden không phải Nicholas thật, đồng thời hỏi tên của anh. Aiden chỉ đáp lại là Pierce trước khi rời đi. Aiden giờ đây đã có thể xâm nhập được vào trong buổi đấu giá. Tại đây, anh phát hiện ra rằng thứ bọn họ đang đấu giá chính là những cô gái với mục đích trở thành nô lệ tình dục. Aiden nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình, Iraq đang nói chuyện với Queen về tay chân của ông ta đã bị một ai đó tấn công. Aiden sau đó cũng không mất quá nhiều công sức để tiếp cận ở Iraq. Khi chính hắn đã tới và nói chuyện với anh, tạo điều kiện cho Clara có thể sao chép về chìa khóa cánh cửa. Lucky Queen ngược lại nhận được thông báo về cái chết của Nicholas thật và ra lệnh cho thuộc hạ không được để kẻ xâm nhập trốn thoát. Dù vậy, một vài thác tội phạm làm thế nào có thể ngăn cản được kẻ tư pháp như là Aiden. Aiden đã thành công thoát ra khỏi được buổi đấu giá. Anh nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát thông báo vụ xả súng tại đây tạo điều kiện cho những cô gái đang bị đem ra đấu giá được giải cứu. Đúng lúc này, vị bác sĩ tâm lý của Jackson đã gọi điện cho Aiden và nói rằng cậu bé đã trốn thoát ra ngoài và muốn báo cảnh sát. Aiden ngăn bà lại và nói rằng chính anh sẽ đi tìm cậu bé. Thông qua tín hiệu đến chiếc tablet của cậu, Aiden đã tìm ra vị trí của Jackson. Jackson sau đó cũng đã nhắn tin cho anh nói rằng đang cố gắng đi tìm mẹ. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người dùng súng truy đuổi cậu. Aiden sau đó đã tìm được tới nơi và nhìn thấy một chiếc xe bán tải có logo của Jackson ở bên trên hẳn đây chính là lý do mà cậu bé lần mò tới tận nơi đây. Những kẻ đang truy đuổi theo cậu bé chính là đám Fixer. Tức giận trước sự phiền phức của những kẻ này khi chúng cứ mãi săn đuổi gia đình của anh, kẻ tư pháp đã không cho chúng bất kỳ một sự nhân từ nào. Dù vậy, hành động giết chóc của Aiden đã bị Jackson chứng kiến toàn bộ thông qua một màn hình kết nối với camera bên ngoài, khiến như cậu bé sợ hãi chính bác của mình. Ánh mắt sợ hãi của đứa trẻ khi nhìn vào anh cũng khiến cho Aiden bàng hoàng. Anh chợt nhận ra kẻ mà anh đang dần trở thành và điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lúc để Aiden suy nghĩ về việc này. Anh đã đi quá xa, vướng vào quá nhiều thứ để có thể dừng lại vào lúc này rồi. Aiden dỗ dành Jackson và thành công thuyết phục được cậu bé rồi đưa cậu trở lại nhà của bác sĩ tâm lý. Bác sĩ này cũng cảnh báo anh rằng nếu bà không nghe tin tức gì từ Nico thì bà sẽ báo cảnh sát sớm thôi. Quay trở lại với nhiệm vụ của mình, Aiden để lại chiếc thẻ trong một quán bar rồi bảo bé Buck đến lấy. Sau đó, anh hack vào trong camera hang ổ của đám Black Viroid và hướng dẫn cho bé Buck đột nhập vào trong căn phòng kia, đồng thời tải dữ liệu xuống. Tuy nhiên, Beck đã bị Iraq phát hiện ra trước khi việc tải xuống có thể kịp hoàn thành. Đồng thời, nhanh chóng nhận rằng có một kẻ khác đang thao túng em họ mình làm như vậy. Hắn nhanh chóng sai người đi săn lùng Aiden và liên lạc giữa anh và Beck cũng bị cắt đứt. Không kịp làm rõ sống chết của Beck, Aiden đành phải nhanh chóng rời khỏi khu vực. Sau đó, Beck gọi điện lại cho anh, nói rằng hắn đã thành công thuyết phục được Iraq rằng bản thân hắn không biết gì cả và được Iraq tha mạng cho. Beck cũng nói rằng đoạn video mà Aiden muốn tìm có liên quan tới một người phụ nữ có tên là Rose Washington và Adam đồng ý sẽ chấm dứt việc liên lạc với hắn. Trở lại khu The Bunker và đưa những gì mình tìm được cho Clara. Cô cho biết rằng đoạn video đã bị mã hóa và bản thân cô không thể giải được. Chỉ có duy nhất một người mà cô biết có thể làm được việc này, đó chính là Raymond Kenney, một nhân viên cũ của Bloom nhưng đã bị sa thải. Đồng thời, cũng là một huyền thoại trong giới hacker khi đã gây ra sự kiện Blackout vào năm 2003 dẫn tới cái chết của 11 người. Dù theo cô thì ông tạo chỉ cố chứng minh cho mọi người thấy CTOS có thể nguy hiểm tới mức nào chứ không hề có ý định làm liên lụy tới những người vô tội. Lần theo tín hiệu cuối cùng của Raymond, Aiden phát hiện ra Raymond đang ở đâu đó ở Pony Tuy nhiên, anh cũng phát hiện ra có một số tay fixer cũng đã biết được điều này và buộc Aiden phải ra tay giải quyết chúng. Sau một quá trình điều tra dài, anh cuối cùng phát hiện ra Raymond đang ẩn nấp trong một quán bar ở Pony Aiden ghé thăm quán bar và gặp một đàn ông tự xưng là Raymond Grady, thách thức ông ta trong một cuộc thi uống rượu để hỏi thăm tin tức về Raymond giữa hai người sau đó đã xảy ra một cuộc ẩu đà mà nhờ đó ai để đã biết được rằng Raymond chính là người anh từng tìm kết thúc bằng việc anh bị Raymond đánh ngất tỉnh lại trong nhà an toàn của Raymond giữa hai người lần đầu tiên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc Raymond nói rằng ông không thể giúp anh được bởi hệ thống CTOS đã xác định ông ta là một kẻ đang bị truy nã và chỉ cần ló mặt ra khỏi Pony là ông ta sẽ bị truy đuổi ngay lập tức Aiden phải giúp ông ta tạm một con virus lên máy chủ của Bloom, từ đó xóa sạch dấu vết của ông ta thì ông mới có thể tới Chicago để giúp Aiden được. Công việc này hóa ra lại không hề dễ dàng khi Aiden đầu tiên phải lấy chiếc xe bán tải của ông ta, thứ đã bị thu giữ bởi quân đội địa phương. Sau đó, đuổi theo một chiếc trực thăng của Bloom để tìm và lấy được chìa khóa ID từ hai giám đốc an ninh, thứ giúp anh có thể xâm nhập được vào cơ sở của Bloom tại đây. Từ đó mới có thể tải virus của Raymond lên máy chủ. Cũng tại đây, anh nghe lấy được cuộc đối thoại giữa Damien và Charlotte Gardner, giám đốc truyền thông của Bloom. Hắn ta đưa ra đề nghị trao đổi vị trí của Raymond để lấy toàn bộ quyền truy cập vào CTOS biết rằng Raymond đã bị bại lộ, anh vội vàng quay về và vừa kịp giải cứu Raymond khỏi cuộc tấn công của dân quân tại đây. Raymond sau đó đã phải cho nổ tung toàn bộ căn cứ của mình nhằm che đậy dấu vết. Cả hai trốn thoát thành công và Raymond đồng ý theo Aiden đến The Bunker. Aiden sau đó gọi điện đi nhờ sự trợ giúp từ xa trong khi anh tấn công vào căn cứ địa của đám Black Varroids, đồng thời đột nhập vào phòng máy chủ của Iraq và tải xuống đoạn video kia. Trên đường trở ra, Aiden bắt gặp Iraq, biết được Iraq chính là tên hacker thứ ba trong vụ khách sạn Mellout Aden truy đuổi hắn lên sân thượng của Rossi. Giữa hai bên đã xảy ra một cuộc đấu súng căng thẳng và kết thúc bằng một phát bắn trí tử của Aden kết thúc mạng sống của tên trùm tội phạm. Aden sau đó trở lại The Bunker nhờ Raymond giải mã và tìm hiểu những gì anh đã đạt được từ Iraq. Cho cắn áo rách, ngay khi họ đã có được dữ liệu, một hacker khác có tên là Default đã tấn công hệ thống của The Bunker, cướp đi cũng như xóa sạch toàn bộ những gì mà nhóm Aden đã phải bỏ công thu thập và giải mã. Hắn cũng đã để lại một đoạn ghi âm, tiết lộ chính Clara là người đã truy ra danh tính của Aiden và Damien sau vụ mờ lọt theo mệnh lệnh của một kẻ khác. Anh truy hỏi cô, tuy nhiên chính bản thân Clara cũng không biết điều gì cả, nhưng từng ấy là đủ để phá hỏng mối quan hệ hợp tác giữa hai người. Cùng đường, Aiden phải đến gặp Damien và không có bất kỳ thông tin gì trong tay. Mà cho tên đồng sự cũ thỏa sức đe dọa, Aiden cũng chỉ ra rằng dù có giết Nico, nếu hắn không có được thông tin kia ở trong tay, Bloom cũng sẽ cử Fixer theo đuôi và giết chết hắn. Dù vậy, Damien cũng không hề tỏ ra mình là kẻ yếu thế. Hắn cho phép Aiden nói chuyện với Nico, câu thời gian để ra lệnh cho mấy tay Fixer trong một chiếc xe bán tải gần đó chiếu hình ảnh của Aiden lên các màn hình lớn làm lộ thân phận thật của kẻ tư pháp. Aiden buộc phải đốn hạ chiếc xe tải kia đồng thời chạy trốn khỏi cảnh sát. Anh sau đó gửi cho Raymond bản ghi âm cuộc đối thoại giữa mình và Nico nhờ ông ta phân tích âm thanh để tìm ra vị trí của cô. Raymond cũng gửi cho anh vị trí nơi ở của Defoe. Tuy nhiên, bọn họ lại chẳng thu được gì ngoài vụ truy đuổi của đám fixer. Chỉ đến khi Raymond tìm ra rằng Defoe đang làm DJ trong hộp đêm có tên gọi là Dot Connections tạo điều kiện cho Aiden bắt được hắn và tải toàn bộ thông tin mà hắn đã lấy cắp. Raymond sau đó cũng tìm ra được vị trí của Nico, giúp cho anh có thể hướng dẫn cô trốn thoát thành công thông qua camera tại khu vực này. Cả hai người sau đó quay trở lại đón Jackson và cùng nhau chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát do vị bác sĩ tâm lý đã gọi cho cảnh sát. Nico biết được rằng anh trai mình chính là kẻ tư pháp đang bị truy nã. Anh đành đưa cả hai mẹ con rời khỏi Chicago để họ được an toàn trước khi quay trở lại giải quyết toàn bộ công việc. Raymond gửi cho Aiden một đoạn ghi âm cho biết chính Lucky Queen là người đã ra lệnh cho Clara tìm kiếm thông tin của Aiden và Damien, dẫn đến cái chết của cháu gái anh. Anh sau đó quay trở lại khách sạn, cái nơi ăn trái đã khiến cho toàn bộ cuộc đời anh dễ hướng, cái nơi bắt đầu cho chuỗi rắc rối chết tiệt này. Anh băng qua đám bảo vệ của Queen, hạ gục bất kỳ kẻ nào dám ngắn đường trong cơn cuồng nộ dữ dội, để dù đối mặt với lão của lớp kính chống đạn. Tuy nhiên, viên nạn bạc của công lý vẫn tìm được cách thực thi nhiệm vụ của mình. Aiden hách vào máy trợ tim của Queen, khiến cho lão ta phải trải nghiệm một cái chết chậm rãi và đầy đau đớn. Trong lúc đang vật vã trước tử thần đang ngày càng đến gần, Queen tiết lộ cho Aiden biết mục đích của lão ta khi săn lùng hai người họ khi xưa, bởi lão tưởng rằng Aiden và Damien đang cố chiếm một đoạn video về thị trưởng Donovan Rosemore giết chết Rose Washington, thứ mà giúp lão kiểm soát ông ta phải làm việc cho mình. Đồng thời, lão chỉ muốn dọa Aiden để giữ yên lặng chứ không cố tình gây ra cái chết của cháu gái anh. Dù sao, tên tuổi của Aiden trên thế giới ngầm là rất lớn và không có mấy người muốn chiêu chọc của anh. Queen cầu xin Aiden hãy cứu mình, nhưng anh quyết định để mặc cho tử thần vùng lưỡi hái xuống. Sau khi Queen chết, ai hack vào máy chủ trong phòng lão, tải xuống toàn bộ video trước khi rời đi. Trên đường thoát ra ngoài, Damien gọi điện cho Aiden, nói rằng Clara đã gọi điện cho hắn nhằm đổi tính mạng của cô cho Nicole. Aiden vội vã lái xe tới Nghĩa Trang, nơi cháu gái mình đang ăn nghỉ, nhận ra chính Clara là người đã viếng mộ của cô bé Có một bó hoa mà cô đang cầm trên tay. Aiden lao tới muốn cứu cô nhưng đã quá muộn, những phát súng tàn nhẫn từ những tay sát thủ của Damien đã cướp đi sinh mạng của cô. Trong cơn tức giận, Aiden giết chết tất cả bọn chúng trước khi thông qua đoạn ghi âm trong máy cô và nhận ra rằng Clara vô cùng hối hận trước cái chết của Lena, cũng là lý do mà từ trước đến giờ cô luôn luôn giúp đỡ Aiden một cách vô điều kiện. Aiden trở lại The Bunker, báo cho Raymond tin xấu về cái chết Clara. Raymond sau đó nói tránh biết rằng CTOS thu thập thông tin của mọi cư dân trong thành phố là nhằm phục vụ cho một chương trình có tên là Beweather. Một chương trình có khả năng dự đoán hành vi trong tương lai của một người thông qua tiềm năng và các hành động của họ trong quá khứ. Ông cũng nói rằng bản chất của CTOS là khả năng chi phối hành động của người khác. Đó cũng chính là lý do mà thị trưởng Donovan Rushmore giết chết Rose Washington trước camera để Queen có thể chi phối ông ta khi quỹ phát triển của dự án CTOS chính là do ông ta cấp. Raymond đã cố cảnh báo mọi người về sự thật này. Tuy nhiên, ông ta đã bị Bloom đổi việc và vô tình gây ra sự kiện blackout dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Ông cũng nói rằng đây chính là thứ sức mạnh mà Damien thèm muốn, dẫn đến kết luận Aden phải là người ngăn chặn cộng sự cũ của mình lại. Hai người sau đó rời khỏi The Bunker và Aiden upload toàn bộ những vụ bị bối mà anh thu thập lại trước từ máy chủ của Queen cho tất cả mọi người cư dân biết. Damien sau đó gọi điện thoại cho Aiden, nói rằng hắn đã có toàn bộ quyền truy cập vào CTOS. Trong lúc anh cố gắng truy lùng hắn, Damien đã kiểm soát các đèn tín hiệu cùng cảnh sát trong thành phố để có thể cản bước anh. Mặc cho mọi nỗ lực của Aiden nhằm hack vào CTOS nhằm truy ra vị trí của Damien, anh không thể vượt qua được tường lửa của hệ thống. Raymond nói rằng anh sẽ cần phải tải một loại virus do ông tạo ra vào ba điểm yếu của hệ thống này từ đó, vượt qua tường lửa của hệ thống và xâm nhập vào vệ tinh của Bloom. Trước khi anh có thể hoàn thành nhiệm vụ tại Virus, nhóm hacker Dataset đã liên lạc với Aiden, nói rằng nếu anh cho họ 30 giây trước khi tải Virus, họ sẽ trở thành những watchdog cho anh và sửa chữa mọi sai lầm của Bloom. Tuy nhiên, Aiden từ chối, anh tải Virus lên, gây ra sự kiện blackout trên toàn bộ thành phố Chicago. Nhờ đó, truy ra được vị trí của Damien trên một ngọn hải đăng ở phía đông của thành phố. Aiden tới đây và đối diện với người cộng sự cũ của mình, muốn kết thúc mối nhiệt duyên giữa hai người bọn họ. Tuy nhiên, do đi từ lâu đã bước tới, chia súng vào Aiden và buộc anh phải bỏ súng xuống bởi hợp đồng giữa hắn và Damien. Tuy nhiên, Aiden đã kịp hách bóng đèn của ngọn hải đăng, kích nổ nó và cho anh một khoảng trống ngắn ngủi để lao tới đẩy do đi xuống qua lan can trước khi xoay người kết thúc mạng sống của Damien bằng một viên đạn cũng như chấm dứt toàn bộ chuỗi rắc rối này. Sau tất cả mọi chuyện, Jody Chin, người vẫn còn sống sau cú rơi gọi điện cho Aiden, nói cho anh biết về vị trí của Maurice như một lời tạ lỗi để quyết định giết hay tha cho hắn vào tay của anh. Ai biết rằng cuộc đời của anh đã bị thay đổi quá nhiều khiến anh không thể quay lại làm con người trước kia được nữa. Anh quyết định sử dụng khả năng của mình cùng danh phận kẻ tư pháp để ngăn chặn, bảo vệ và trừng phạt những tin tội phạm dám đe dọa tới bình yên của Chicago và anh đã trở thành một huyền thoại sống của giới hacker tại thành phố này. Và đó là toàn bộ câu chuyện xảy ra ở trong tựa game Watch Dogs phần 1. Vậy để các bạn có muốn lắng nghe câu chuyện tiếp theo về tựa game này trong phần 2 hay không? Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Dio Mio ủng hộ mình nhé! còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi